Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới trong thế giới Minecraft chuyển sinh thành Slam. Và trong cuộc hành trình này thì mình sẽ hóa thân và thành cái nhân vật Rimuru ha. Trong cái hành trình gian nan này thì mới vào thì mình sẽ có được một cái quyển sách. Và quyển sách này khi mình mở ra thì nó sẽ ghi trong đây rất là nhiều tiếng Anh luôn. Nhưng mà khi lật qua vài trang phía sau thì nó sẽ có một cái chỗ để cho mình nhấn vô và mình sẽ được chuyển sinh á. Đây mình sẽ nhấn vô á. Rồi luôn. Ngẫm luôn. Nhưng mà không sao, hồi sinh lại. Đó. Thì mình sẽ chuyển sinh thành Slam rồi. Và mình sẽ có được kha khá những cái kỹ năng nè. Quá trời tao luôn nè. Quá trời quá đất luôn. Ở đây thì mình có cái này là nội tại ha. Nội tại của mình thì để mình mở lên cho. Đây, nội tại của mình là mình có được kỹ năng hấp thụ nè, cũng như là kỹ năng hồi máu ha. Mấy cái này thì khá là tốt luôn. Đấy, ngoài ra mình còn được trình trong bóng tối và nhảy cao nữa. Nội tại khá là tốt đối với mình ha. Bên cạnh đó thì mình còn có một cái kỹ năng tên là Predator. Kỹ năng này khi mình gắn vào, để mình gắn vô cái đó. Predator, đây, kỹ năng Predator nào mình sẽ gắn vô đây ha. Đấy, tức là khi mình tiêu diệt một số cái con quái vật thì mình có thể hấp thụ được năng lực của nó và sở hữu những cái skill cực kỳ bá đạo luôn đó. Trong những chuyến khám phá thì mình sẽ từ từ mình tìm nó sau. Bên cạnh đó thì mình còn những kỹ năng gì? Magic Sense hình như là cho mình nhìn trong bóng tối rồi không tính à. Ok, sơ bộ thì mình đã có được nội tại cũng như là kỹ năng Predator khá là hữu ích ha. Giờ thì mình sẽ bắt đầu công cuộc sinh tồn qua ngày đầu tiên thôi. Để mình lấy một chút gỗ nè, rồi sau đó làm ra những cái dụng cụ để mình còn đi đào khoáng sản nữa. Dù sinh tồn ở chế độ nào thì làm dụng cụ và vũ khí, áo giáp cũng là một trong những thứ cần thiết trong ngày đầu tiên ha. Mình sẽ cố gắng có được một bộ giáp cơ bản trước. Rồi, và nhân tiện cạnh đây mình thấy có đá nè. Đó, qua đây. Và mình sẽ làm một cái cúp gỗ để đào đá ha. Đây, cúp gỗ, đào đá. Xong, 3 cục thôi, là mình nâng lên được cúp đá rồi. Ten ten, quá nhanh luôn ha. Mình sẽ sử dụng cây cúp gỗ này để làm cái chất đốt luôn. Một xíu mình có gặp sắt á, mình dùng cây cúp mình nung sắt ra, làm cúp sắt là vừa rồi. Lúc nãy mới vô thì mình thấy ở cạnh cái chỗ xuất hiện của mình, mình thấy đằng kia là một cái khu vực gì đó có rất là nhiều những cái kiện rơm làm mái nhà nha. Bây giờ đang ở mà quên. Khi mà mình làm slam á thì mình sẽ không có bị đói, nếu mình không lo về vấn đề ăn uống đâu. Ngoài ra mình còn có cái bao tử nữa nè, stormat nè, mình có thể chứa đồ giống như là một cái ba lô di động gì đó. Khá là hay á, được thiệt sự luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm que để mình còn chế tạo ra thêm một cái cây. Mình nghĩ là mình nên dùng rìu á, dùng rìu thay cho kiếm luôn ha. Rồi cúp đã có rồi. Ok, xong. Giờ thì mình sẽ chặt thêm một chút gỗ nữa đi. Hồi nãy mình chặt cái cây nào vậy ta? Để mình chặt cho hết luôn, để cho nó rụng lá chứ, để không thôi cây không có gốc nhìn kỳ cục quá. Đây, đây còn cái cây nữa nè, chặt nó luôn. Xong thì mình sẽ bắt đầu đi khám phá xung quanh trước ha. Để coi bên đây là khu vực gì. Không biết là có người sinh sống hay là công trình của quái vật đây. Nhìn có vẻ khá là an toàn. Goblin. Chắc là đây là khu vực của Goblin rồi. Goblin hả? Để mình vô trong khu vực này coi. Cái này là doanh trại của Goblin nè. Mình có được khá thức ăn mà bây giờ thì mình không có bị đói nên mình cũng không cần thức ăn này cho lắm. Nhưng mà que thì chắc mình cần nè, than cũng vậy. Rồi, tạm sơ bộ mình giữ táo đi để có gì mình còn làm táo vàng thôi. Và bên này, bên này vẫn là thức ăn á, chủ yếu là đồ đạc của mấy anh Goblin á. Ngại ghê, mới vô thôi mà mình đã vơ đồ của mấy anh Goblin rồi. Ngại chết đi được á. Ngại nhưng mà lụm là lụm nha. Chứ phải ngại là không lụm đâu. Ủa? Vậy thì những cái anh Goblin bự đâu rồi ta?
Chẳng lẽ goblin chỉ có mấy anh goblin nhỏ thôi sao? Cái rương nào cũng có táo hết. Có vẻ mấy anh goblin này khá là thích ăn táo nè. Rương nào cũng có cả đống táo luôn. Mình lượm gần một stack táo rồi đó. Ồ, cái này có cái đầu con xương trắng. À, có cái giường ngủ luôn. Ê, hay là bây giờ mình sống hòa thuận với những anh goblin mình vô đây. Mình sẽ giúp mấy ảnh xây dựng và nâng cấp lên cái khu vực này. Một không đôi chuyện. Thôi bây giờ mấy anh á, ở mấy nhà kia đi. Em ở cái nhà nhỏ nhỏ này được rồi. Mình em được rồi. Em không có đòi hỏi nhiều đâu. Và mình có cái bao tử mà ta. Đúng rồi, mình có cái bao tử nên mình không cần làm cái rương đâu. Mà cũng cần để mình còn cất mấy thứ đồ lặt vặt nữa. Rồi mình sẽ làm trước một cái rương mình để ở đây ha. Để mình làm dấu cái nhà của mình á. Mấy anh goblin là từ đây sao là nhà của em nha. Mà anh lén phén như nhà em là hỏi ý em á. Giỡn gì thôi. Đây có goblin tóc bạc nè. Thôi, tạm thời thì mình sẽ rời khỏi cái khu vực của mấy anh goblin này đi. Để mình tiến về hướng sa mạc. Mình thấy ở phía bên vùng sa mạc hình như còn có một cái ngôi làng hay sao. Trên trời đang có con mắt gì cơ. Nó thử nó đáp xuống coi. Mình thử mình quýnh nó. Mình coi có được cái gì không. Bay cao quá. Lúc đầu thì mình định là không có làm kiếm đâu. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại rồi. Mình nên làm một cây kiếm đi. Tại vì nếu mà mình đối đầu với những con quái mà có tốc độ cao á, mình dùng rìu mình quýnh chắc chắn là không lại rồi. Bên đây còn có cái hang nữa. Thôi vô hang trước đi rồi hả? Vô làng sao ha? Ui, vô con chui hết đã gặp zombie rồi. Oh no. Hai con luôn. Tiêu diệt nó xong rồi. Có sắt trong này không? Có sắt không? Ui no. Không có sắt. À đây. Có. Mấy cục? 2 3 5 cục. Yes. À không, 6. Tính ra cũng được quá chứ. 6 cục là mình làm đủ một cây cúp với một cái xô rồi. Quá đã. Sẵn tiện đây mình sẽ đi sâu hơn á. Ở trong này nó có một số loại khoáng sản khá là đặc biệt. Không biết là hôm nay mình có đủ may mắn để gặp hay không. Mình sẽ thử đi sâu hơn vô bên trong hang này. Hy vọng là gặp được để chúng ta cùng biết thêm về nó ha. Cái này phải đi lên. Cái mỏ sắt này quá trời bự luôn nè. Chuyện này có sắt mang về làm áo giáp, vũ khí và dụng cụ rồi. Giai đoạn đầu mà như vậy là có thể nói rất là tuyệt vời rồi đó. Ui, nhiều thế. Quá trời quá đất luôn. Cái mỏ này là mỏ sắt bự khổng lồ. Mình đào nãy giờ cao buổi mới xong nè. Được hết. 15 rồi. 17. 22 và 23 quặng sắt. Quá trời nhiều luôn. Rồi. Ôi, có xương. Ôi không. Vì mình là slam á. Nên mình khá là yếu về máu ha. Mình chỉ có chút xíu trái tim thôi. Nên mình sẽ thật là cẩn trọng. Giờ mình sẽ nung sắt ra để làm giáp nè. Cho mình trước đi cho nó an toàn. Mát là nung luôn. Nung cho nó nhanh. Rồi chia đôi ra. Nung đi. Trong lúc chờ đợi nung ra thì mình sẽ làm một cái khiên để mình phòng thủ ha. Có sắt chưa? Chuẩn bị lấy sắt thôi nào. Lấy sắt ra. Làm nhẹ cái khiên trước. Hình như còn... Ôi thiếu gỗ. Không. Phải đổi ra thêm gỗ thôi. Nè giờ thì mới đủ nè. Đó. Có cái khiên thì mình sẽ không còn sợ cái con xương đen nữa. Mình cũng sẽ làm thêm một cây cúp sắt để mình đào cho nó nhanh. Chứ cúp đá đào cũng khá là chậm đó. Rồi. Còn gì thiếu gì không ta? Làm cây kiếm luôn đi nhờ. Lỡ nâng rồi. Mình nâng lên cây kiếm luôn ha. Thêm một cây kiếm sắt. Chém cho nó mạnh hơn. Đấy. Giờ thì đợi để làm giáp thôi. Mình có được 4 sắt thì mình sẽ làm trước cái ổn đi. Rồi sau đó mình sẽ chiến đấu với những cái con quái trong này. Trái tim mình chỉ có 6 trái tim thôi. Đó, nên mình phải thật là cẩn trọng khi chiến đấu ha. Rồi, từ từ rồi cháu cũng nhờ.
Cho nó tự bắn nhau luôn kìa. Sao còn một con zombie làm phiền mình đó nè. Dám dám cản đường mình hả? Ờ, trong này lại cho thêm sắt. Có vẻ cái này là một cái hang cục rồi. Khá là đáng tiếc khi mà mình không có gặp được những loại khoáng sản mới ha. Nhưng mà không sao, hy vọng là những cái lần khám phá hang sắp tới thì mình sẽ có thể gặp. Hôm nay hơi xui một xíu thôi. Rồi nhưng mà bù lại thì mình có được kha khá sắt để làm những cái thứ đang cầm trên tay nè. Cũng được được đi. Không biết nó nấu tới đâu rồi nữa. À, nó nấu cũng gần xong rồi. Ở dưới là xong luôn rồi nè. Mình sẽ thu dọn từ từ để chúng ta trở lại cái công việc khám phá xung quanh cái nơi xuất hiện của mình ha. Rồi, đi lên thôi nào. Mình có được 13 sắt thôi. 13 sắt chắc là mình sẽ làm được một cái áo. Và một cái nón nữa. Ui ui, đằng đây còn hai con xương. Ủa nãy mình đâu thấy đâu ta, sao giờ gặp nhiều vậy? Cẩn thận nha. Rồi. Ui, hung dữ nè. Đằng này còn sắt thôi, mình đào nốt luôn đi ha. Bữa nay bữa đầu tiên á, nên mình khá là trân trọng những cái quặng này. Sỏi đè. Cẩn thận. Mình là slime yếu đuối nên coi chừng sỏi đè ngấm củ tỏi đấy. Đó, thấy chưa? Ừ, có nước tràn bờ đê, đi lên luôn. Oh my god. Ê, Ripper, đừng. Ui, shit nữa, Ripper nổ bánh xác cái anh Goblin kia. Rồi, là mình lại mang tiếng ám sát đấy. Mình sẽ tiêu diệt con Ripper trước. Ripper nè. Và sau khi tiêu diệt Ripper thì mình đã học được một kỹ năng tên là Black Lightning. Hình như là sấm sét đen, đúng không? Black Lightning. Bây giờ mình phải mò nó nằm ở đâu nữa nè. Quá trời quá đất skill rồi. Black Lightning, sấm sét đen. Đây. Black Lightning, mình sẽ gắn vô đây. Rồi, có được một skill mới. Đây là skill... phải quên nữa, mình coi. Hiện tại thì mình có 15.900 ma lực ha. Ủa, 14 chứ. 14.900 ma lực. Hy vọng là mình sẽ tấn công nó ổn một xíu. Tấn công thử con nhện này, con nhện quá trời to nè. Ui, mạnh gì. Ồ, nó cắn mình một cái đau quá. Mình sẽ sử dụng sấm sét đen. Sợ chưa. Mới vô đã có kỹ năng sấm sét đen, mình thấy khá là hữu ích đó. Nhưng mà có con Ripper kế bên thì mình tốt nhất là không nên dùng kỹ năng sấm sét đen. Tại vì nó có thể tạo ra một con Ripper sạc điện. Lúc đó nó nổ thì úi giời ơi luôn á. Ui, đây con xương khà khịa mình á. Không ổn rồi. Mình cần phải chuồn khỏi chỗ này trước rồi đã. Ủa sao bây giờ mình lại đói rồi kìa. Oh no. Khoan, từ từ. Ê, ở đây có cái gì á? Spear. Ủa, đâu ra cái spear này vậy? Spear này phóng được nè. Ủa, phóng sao mất tiêu luôn rồi. Đằng kia còn có một cái con nhện đen á. Cái khu vực này không ổn thế nào cả. Sấm sét nè. Ôi, nó làm chậm mình rồi. Nó còn gây độc nữa. Ôi không, chết mất. Nó làm chậm mình quá nên mình... Ui, nó tấn công kìa. Con này là con nhện khủng rồi. Mình mà bỏ khiên ra là mình chết chắc á. Ui không. Vì là một slime nên lúc đầu mình khá là yếu đuối ha. Eo no, bị con nhện nó bán hành cho sắp mặt luôn. Nó cắn một phát, ý là mình có một chút giáp rồi đó. Mình muốn xỉu rồi. Bây giờ mình cần phải lượm lại những món đồ ít ỏi của mình. Tha cho em anh ơi. Mấy anh ơi. Tha cho bé đi mà. Mới vô là bị ăn hành sắp mặt rồi. Mà có một điều khá là hay là mình vẫn còn giữ được những kỹ năng ha. Hên quá. Thua kiểu này mình bài cái kèo khác. Lượm lại đồ xong chuồn. Rồi mà đứng cái góc này là con nhện sẽ không cắn được mình đâu. Dù thế rồi,
Ui, Ripper, Ripper. À, thì ra mày chọn cái chết. Rồi luôn, Ripper nổ một cái lỗ to đùng luôn. Quậy không hả? Ui, 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 nóng tính thế, nóng tính thế. Mà sẽ sử dụng tìa sấm sét đen nè, chết con xương luôn. Tại vì đang có đồ mình á, nên mình không thể dùng kỹ năng sấm sét đen lại ngay chỗ này được. Không là mất đồ mình luôn á. Trời ơi, còn mấy cục sắt không có lụm được. Tức cái lồng ngực á. Hồi nãy mình được kỹ năng ấy mà ta, sao bây giờ mình lại phải bắt buộc ăn rồi. Để mình xem lại cái phần kỹ năng của mình coi. Mình sẽ enable nó lên. Rồi đó, bây giờ coi coi mình có khả năng kiểu như là tự no chưa. Hồi nãy là mình tự no á. Rồi, đây, 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 cơ hội lụm đồ đi rồi. Cơ hội. Ui, rồi luôn, thêm một lỗ to đùng đằng kia nữa. Thôi, 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 thôi. Em xin. Ui. Mấy con đó hung dữ quá. Nó thấy mình yếu quá, nó ăn hiếp mình biết à. Ôi luôn, bên kia thêm con quái vật gì nữa vậy. Con rết gì to đùng. Ui, mình lại mình... Nhà kia coi. Mình quýnh không lại nhưng mà anh kia chắc quýnh lại á. Con đó là... Tên là Evil. Ui, đừng có dí qua tôi mà. Rồi, nó cắn gần chết cái anh chiến binh luôn kìa. Rồi. No. Ui dồi ôi. Anh kia quýnh nhau với nó xong bị nó giết luôn rồi. Nhưng mà anh kia đi để lại cho mình một viên ngọc lục bảo. Mình xin nhé. Làm gì làm lụm cục ngọc lục bảo trước. Ở à, đây có slime nè. Oh. Cái tên nhờ. Ôi không. Slam cũng giết mình nữa. Oh my god. Cái này là nguyên một ngày ăn hành của mình. Ở đằng kia có con chó sói gì nhìn đã vậy. Chưa, để mình lại mình lượm đồ của mình cái đó. Thiệt luôn á. Intelligent Slam. Ừ, Intelligent đi. Đợi tao một ngày nào đó tao có đồ đi. Tao ký đầu ngươi luôn. Cái tội dám bán hành cho tao lúc đầu. Intelligent. Intelligent. Ui, quýnh hụt mình. Quýnh hụt. Ok, bạn là nhất. Ừ, mình có kỹ năng mà. Sấm sét đen. Mình có kỹ năng sấm sét đen mà quên mất. Sấm sét đen nè. Chết chưa cưng. Sấm sét đen nè. À, định áp sát. Nó định quýnh mình á. À, cho quýnh. Ôi. Mới có ngày đầu thôi à mà có cần phải hung dữ vậy không? Đằng kia con mãng xà gì nữa kìa. Sau ngày đầu tiên mà nhiều nhân vật nguy hiểm xuất hiện vậy. Nào rắn rít, slam các thứ đủ hết luôn, không thiếu con nào luôn. Mình lượm xong mình chuồn mới được, không là nó lại. À, con này mình phải trả thù. Ui, sấm sét hụt, sấm sét đen hụt à. Một cái nữa. Cái con Intelligent Slam nó đã bị mình tiêu diệt rồi. Láo nháo là mình cho ha. Húp cháo liền. Rồi nó có để lại đồ không? Ồ, cái con Intelligent Slam. Rồi đó đó, nó lại làm chậm mình rồi. Mình không di chuyển được nè. Ấy. Cay thật. Cái con đó nó... Ê, mà nó gần chết rồi. Mình sẽ trả thù mới được. Kìa. Vô luôn, mình liều làm liều nha. Cái khiên. Vô. Một chặt một. Yes. Mình đã tiêu diệt nó. Và mình đã mở khóa thêm một cái kỹ năng mới rồi. Kỹ năng này tên là Paralyzing Breath. Đây là kỹ năng tên là hơi thở tê liệt ha. À, thì ra hồi nãy là nó làm mình tê liệt. Thế nên mình không thể nào di chuyển được. Bây giờ mình đã học lỏm được kỹ năng của nó rồi. Mình sẽ gắn vô luôn. Paralyzing Breath. Mình sẽ gắn vô đây. Yes. Bây giờ mình đã có được hai kỹ năng. Đó chính là sấm sét đen và hơi thở tê liệt ha. Một xíu thì mình sẽ thử sử dụng kỹ năng hơi thở tê liệt sau. Và bây giờ mình sẽ ghé qua ngôi làng một cái đã. Gì đâu, mới vô thôi mà mình đã ăn hành sắp mặt luôn rồi. Mất luôn cái kiếm luôn chứ. Ngôi làng mấy bác dân làng có gì không? Không thấy các hờ ràng đâu hết.
ở đây mình còn thấy một cái con chó sói nữa. Nếu mà mình muốn thu phục nó thì mình phải có một lượng giáp nhất định á, để mình ngồi lên lưng nó đủ lâu, để cho nó kiểu như là chịu mình làm chủ nhân á. Chứ bây giờ mình không có giáp, mình ngồi lên cái lưng của nó mà lưng nó toàn gai không à. Các bạn hiểu ý mình chứ? Ngồi xong là đít mình nửa hoa luôn á. Không đùa đâu. Rồi, lượm lại đồ thôi mà. Đừng để anh giận nha. Anh giận là bữa nay anh làm món á. Ui, sói da cày đấy. Đừng để anh giận. Nhảy vô này. Đỡ anh bắt được em. Thôi, khìa, tới đây đủ rồi. Bây giờ tìm đường chuột cái đó. Thiệt luôn á, nói chung thì ngày đầu tiên hành trình chuyển sinh thành slime của mình ăn thành toàn tập luôn. Đi một xíu là ngậm. Ôi, anh này gần chết rồi. Mình sẽ hồi phục anh thôi. Mình tuy nghèo nhưng mà mình cũng phải gắng giúp mấy cái anh người sắp bị thương như vậy. Ui, cái con này hung quá. Ở đây còn rất là nhiều cái con giống như vậy á. Để mình thử mình tiêu diệt nó coi mình có hấp thụ được kỹ năng gì hay không. Cái khiên đâu rồi? Mất cái khiên luôn rồi. Sau nhiều lần ăn hành thì mình đã mất luôn cái khiên rồi. Này thì chó sói nè. Như nào? Ui, cái khiên trên đây nè. Em đưa đi rồi, niềm vui em có nơi anh thì không. Còn bây giờ mình còn lưng nó được chưa? Ui, xin vĩnh biệt cô. 2021 rồi còn chơi bài giả bộ bị gốc lắc nữa. Con sói này nó ranh ma thiệt, nó giả bộ nó bị dương gốc lắc xong mình tưởng ấy rồi mình vô mình chết queo luôn. Mình sẽ không nhân nhượng với nó nữa. Sương sương bữa nay ăn hành đâu cả ký rồi đó. Mình ngán ăn hành lắm rồi. Ai chứ. Trời. Cái gì nãy giờ làm cái giáp là ha. Đỡ biết bao không. Nãy giờ ngựa không chịu làm giáp. Chạy nhom. Nó quýnh hồi mất luôn cái ủng luôn rồi. Ui giời ơi. Thiệt luôn. Nhưng mà nhờ vậy mình mới biết được là những cái con quái trong đây nó cũng khá là mạnh ha. À không, rất là mạnh chứ không phải khá là mạnh nữa. Và ngoài biển thì mình thấy nó có một cái cây gì cơ. À không, đó chính là một con tàu. Chính xác hơn là một con tàu bị chìm ha. Được. Đằng xa xa này còn có một cái cánh cổng nữa. Nhưng mà tầm này mà mình vô cánh cổng đó đâu khác gì nộp mạng đâu. Nên mình sẽ không có bước vào đó ha. Một ngày đầu tiên có vẻ quá là căng thẳng đối với mình luôn. Và từ sau mình còn gặp thêm một cái con gì nữa kìa. Nhìn nguy hiểm lên ghê luôn á. Ở trong thế giới chuyển sinh thành slime này á, mình cần phải nâng cấp những cái vũ khí từ từ á. Ở trong đây có một số loại vũ khí nè, 14 sức tấn công nè. Ui trời ơi, có con cây 123.456 sức tấn công nữa. Nhưng mà cái cây này hacker mới sử dụng được thôi. Đó, nói chung thì mình phải nâng cấp từ từ lên á, thì may ra mình mới không có ăn hành được. Chứ ngày đầu tiên mà kiểu mình láo nháo giống như mình á, là ăn hành là chuyện đương nhiên rồi. Bữa sau thì mình phải tém là mới được. Bớt láo nháo lại chứ không thôi là ăn hành đó. Tuy ở đây thì mình không thấy mưa đúng không? Nhưng mà thực ra là phía bên đồng bằng nó đang mưa rất là to nè. Lỡ đi khám phá rồi, mình sẽ đi nốt qua phía bên này luôn. Để mình coi mình có gặp thêm công trình hay là cái gì đặc biệt khác hay không ha. Đó, tính ra mình làm slime rất là nhiều cái loại ha. Vừa được nhảy cao nè. Và khi rớt xuống thì nó cũng không có sợ bị té gãy chân nữa. Nên khá là an toàn nhảy nhót luôn. Có vẻ là bên đây không có công trình rồi. Thì chắc là nó cũng có lúc thăng lúc trầm á. Có lúc thì nó cho quái xuất hiện liên tục nè. Bây giờ tới lúc bình yên rồi nè. Không có con quái nào gần mình luôn á. Nên mình khá là tự tin ha. Để mình qua đây mình săn thêm một chút bò đi. Mình lấy da thuộc á. Trong tương lai thì chắc mình cũng sẽ cần đến da thuộc. Ồ, nhưng mà có một chuyện. Mình không có farm được bò để lấy da rồi. No. Không vui tí nào cả. Ui, đằng kia còn gặp con đó nữa cơ. Để mình lại mình coi họ tên của nó là gì ha. Nó tên là Helmore. Nhìn ghê quá, nó như con sâu vậy á.
ghê. Thôi mình té xuống hang, mình tiếp tục hành trình của một người thợ mỏ chăm chỉ đây. Mình đi đào sắt. Tại vì cách nhanh nhất để thoát khỏi kiếp ăn hành là mình phải mạnh lên đó. Và mình nâng cấp giáp là một trong những bước cơ bản nhất để mình mạnh lên. Trước mắt thì mình sẽ chỉ đào sắt thôi. Mình mong là mình đi sâu thêm một xíu nữa mình sẽ gặp được những cái lò khoáng sản xịn đó. Ở trong đây nó có những cái loại cái đó gọi là pha lê. Ừ, hình như là pha lê ha, để mình nâng cấp lên từ từ. Rồi đào nốt cái này đi, rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Có không? Không có luôn. Mình thử mình đi dạo một vòng trước đi, coi có gặp không. Thiệt luôn á, các người dí ta. Ta sẽ dùng hơi thở tê liệt nè. Đó, hơi thở tê liệt cực kỳ bá đạo á. Con đó nó đơ luôn rồi. Mình đi vòng xuống đây. Ui, đừng cũng rồi. Thôi, mấy anh ơi, em xin lỗi mấy anh ơi. Hơi thở tê liệt. Rồi, nó tê liệt rồi, mình chạy thôi. Dùng hơi thở tê liệt không phải là để đánh nhau đâu, mà để chuồn đấy. Cháy. Một điều nhịn, chính điều lành. Qua đây coi có... Hơi thở tê liệt cái con gripper lại. Rồi luôn, nó nổ luôn. Cái này có cái bông gì đây. Có loại bông với loại cỏ vậy nè. Mình sẽ giữ trong người trước ha. Để mình đi hết cái hang này, mình coi mình có gặp được cái pha lê nào không. Không có luôn. Đúng nhỏ rồi. Mình search coi. Crystal. Ủa, nó tên gì ta. Mình tìm trong đây mới được. Nè. Magic Orc. À, những cái Magic Orc ha. Nhưng mà hôm nay mình không gặp được cái nào hết. Nhỏ thiệt sự luôn á. Chắc tại ăn hành nhiều quá nên nó ảnh hưởng tới nhân phẩm anh rồi. Mình sẽ... Ui. Ui no. Ui, hít thử coi, hít thở được. Ủa, sao kìa. Hình như những cái con Reaper mà nó dính cái hơi thở tê liệt của mình, nó nổ là nó cũng sẽ ra làn khói tê liệt á. Mình vô là mình bị chậm rãi cấp độ 10 luôn, là không đi nổi luôn á. Đó một liều là một điều đáng lưu ý nha, để sau này mình cẩn thận tránh bị dính phải cái làn khói từ con Reaper bị dính hơi thở ha. Rồi ngồi đứng yên đi, cắm nhúc nhích, mình chuồn chết. Chuồn trước đi tính sao. Quá trời ăn hành rồi, chịu hết nổi rồi. Tóm lại bữa nay là mình ăn cỡ chục ký hành này, thêm chút cú lừa nữa. Và nói chung thì mình chỉ mới học được cơ bản là hai kỹ năng thôi ha. Đó chính là kỹ năng hơi thở tê liệt nè, và kỹ năng sấm sét đen. Bên cạnh đó thì mình cũng biết được kha khá những cái con quái vật nguy hiểm ha. Và mong rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm tìm được những cái Magic Orc để mình từ từ nâng cấp vũ khí lên nè. Và tìm thêm những khoáng sản như là kim cương để mình nâng cấp áo giáp lên, giúp mình chống chọi được những con quái tốt hơn ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá đầu tiên này. Hy vọng chúng ta sẽ sớm trở lại ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.